Mỹ tiến hành điều tra vụ nhiều văn phòng bầu cử bị dọa đánh bom. Một nước ASEAN xác nhận có công dân tham chiến ở Ukraine. Nga thần tốc cắm cờ trên loạt khu vực ở Adipka, hàng trăm UAV và MiG-29 Ukraine bị bắn cháy. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị theo dõi. Giới chức bang California, Mỹ cho biết, một số hội đồng và văn phòng bầu cử tại một số địa phương của bang California và Maryland đã nhận được đe dọa đánh bom. Lực lượng thực thi pháp luật đang điều tra vụ việc. Quản trị viên bầu cử bang Maryland, Jared DeMarinis cho biết, những mối đe dọa tiềm tàng khiến giới chức địa phương phải sơ tán nhân viên khỏi một số tòa nhà. Ông nhấn mạnh, Chúng tôi sẽ không dung thứ cho những lời đe dọa nhằm vào những quan chức bầu cử. Sự điên rồ đó phải dừng lại. Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và lực lượng liên bang. Không gì có thể ngăn chúng tôi thực hiện sứ mệnh của mình. Điều đó là không thể chấp nhận được. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Sở Cảnh sát hạt Baltimore thuộc bang Maryland thông báo đang điều tra lời đe dọa đánh bom mà văn phòng ủy ban bầu cử hạt này nhận được qua email. Cảnh sát sau đó xác định lời đe dọa là vô căn cứ. Tại quận Orange của California, Người ghi danh cử tri đã nhận được một lời đe dọa đánh bom tại một văn phòng ở Santa Ana. Sau đó tòa nhà văn phòng đã được sơ tán và chó nghiệp vụ đã được huy động để tìm kiếm bom. Tuy nhiên, không có chất nổ nào được tìm thấy. Người ghi danh cử tri tại quận Riverside của California cho biết, tòa nhà kiểm phiếu trung tâm của quận này cũng đã được sơ tán do có mối đe dọa đánh bom. Đội xử lý bom sau đó cũng không tìm thấy chất nổ. Trong khi đó, cơ quan cảnh sát Baltimore, bang Maryland cho biết đã tiếp nhận thông tin về vụ việc và đang điều tra về những lời đe dọa đánh bom được gửi qua thư điện tử tới văn phòng bầu cử hạt này. Văn phòng của Thống đốc California Gavin Newsom và Thống đốc bang Maryland Westmore cho biết họ đang theo dõi tình hình và làm việc với các quan chức địa phương. Ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã chiến thắng trước Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Hiện công tác kiểm phiếu cuộc bầu cử địa phương, quốc hội và Tổng thống vẫn đang diễn ra tại một số vùng trên cả nước Mỹ. Trong lúc tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Trump nói ông sẽ kết thúc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ thông qua việc đàm phán một thỏa thuận. Theo đó, Phó Thủ tướng Ý Mattel Savini cho rằng Tổng thống vừa đắc cử Donald Trump của Mỹ nên được trao giải Nobel Hòa Bình nếu ông giải quyết được tình hình hiện tại ở Đông Âu. Cụ thể, báo Telegraph dẫn bài đăng của ông Savini trên X cho hay Tổng thống đắc cử Donald Trump nên nhận giải Nobel Hòa Bình nếu ông thành công trong việc chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Đồng thời, Phó Thủ tướng Ý nói thêm Ngoài việc cứu được nhiều nhân mạng, các giải quyết này sẽ mang lại một tương lai êm đềm hơn so với những gì Đảng Dân Chủ đã để lại cho đến nay. Đáng chú ý, phát biểu của Phó Thủ tướng Ý gần như giống y hệt với một tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa ra cách đây ít lâu. Cụ thể, khi Epoch đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ đệ trình đề cử giải Nobel hòa bình cho Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump nếu ông Trump có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Lukashenko nói, nếu ông Donald Trump thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình là chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine, Belarus sẽ kiến nghị trao giải Nobel hòa bình cho ông ấy. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng không phải mọi yếu tố đều phụ thuộc vào ông Trump vì một giải pháp hòa bình đòi hỏi sự tham gia của cả hai bên trong cuộc xung đột. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Belarus cũng cho biết ông Trump là một chính trị gia mạnh mẽ và quyền lực. Ông thừa nhận cá nhân ông cảm thấy khó để tin ông Trump đã thắng cử dù trải qua hàng loạt trở ngại như bị ám sát, bị gây áp lực và vướng rắc rối pháp lý. Được biết, Nobel Hòa Bình được lựa chọn bởi một ủy ban gồm 5 người do Quốc hội Na Uy lựa chọn. Theo di trúc của nhà sáng lập Alfred Nobel, nó được trao cho những cá nhân đã nỗ lực xây dựng tình anh em giữa các quốc gia, giảm bớt chạy đồ quân sự và tổ chức các sự kiện hòa bình. Giải thưởng sau đó được mở rộng để thu hút mọi hình thức vận động từ các tổ chức quốc tế như chương trình lương thực thế giới đến nhóm các bác sĩ giúp đỡ những nạn nhân của bạo lực tình dục. Nobel Hòa Bình luôn có được quan tâm dư luận bởi thông điệp mà nó có thể gửi đến thế giới. Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không trực chiến của Nga đã phá hủy 50 UAV tràn qua lãnh thổ nước này từ Ukraine. Trong đó 28 chiếc trên bầu trời bang Bryansk, 12 chiếc ở Kursk, 4 chiếc ở Novgorod và những chiếc còn lại ở Smolensk, Tula, Orion và Steve. Thống đốc bang Bryansk, ông Alexander Bogoma, khẳng định, định địa phương này không ghi nhận thương vong và bất cứ thiệt hại nào về cơ sở vật chất sau vụ tập kích của Ukraine. Tại bang Tula, nhà chức trách địa phương đã phát cảnh báo không kích kéo dài 4 tiếng rưỡi. Thống đốc bang Tula Dmitry Miliaev nói rằng không có người nào bị thương nhưng mảnh vỡ UAV đã làm vỡ kính một ngôi nhà. Ukraine những tháng qua thường xuyên triển khai UAV tập kích mục tiêu cơ sở hạ tầng bên trong lãnh thổ Nga, nhưng hiếm khi gây thiệt hại. Trong bối cảnh lực lượng của Kiev chật vật chống đỡ đà tiến công mạnh mẽ của Nga dọc trên tuyến Donetsk, trong khi liên tiếp bị đẩy lùi ở bang Kursk để ngăn chặn các làn sóng tấn công từ UAV Ukraine sau gần 3 năm xung đột. Nga đã dần dần khắc phục tương đối thành công bằng nhiều phương thức khác nhau, từ tác chế điện tử lắp trên xe hoặc đặt trên vai người lính cho tới việc dùng UAV lao vào tấn công UAV của đối phương. Một giải pháp rất dần dã đã được Nga sáng chế, đó là dùng UAV quang lưới trục UAV của Ukraine và vô hiệu hóa chúng. Theo hãng Tintas, các chuyên gia trong lĩnh vực hệ thống không người lái thuộc nhóm lực lượng phía Nam của quân đội Nga đã tạo ra một hệ thống sử dụng lưới trục để tóm gọn UAV của Ukraine. Giải pháp đơn giản, hiệu quả này là một mũi tên trúng hải đích. Thứ nhất, vô hiệu hóa được UAV đối phương. Thứ hai, bảo toàn được phương tiện của mình, tiết kiệm được ngân sách rất lớn do UAV không bị tổn thất, có thể tái sử dụng cho nhiều lần sau. Trong khi Nga tìm cách vô hiệu hóa UAV đối phương, thì ngược lại, Ukraine cũng sáng tạo một số cách đánh mới để phá hủy UAV chính sát và vũ trang của Moscow. Cụ thể lực lượng Kiev đã sử dụng UAV để đâm và nhằm phá hủy hoặc vô hiệu hóa UAV đối phương, gây ra không ít tổn thất cho phía Nga. Mặc dù không có thống kê cụ thể, tuy nhiên tần suất công bố video ghi lại những trận đấu thầm lặng nhưng vô cùng quyết liệt này ngày càng nhiều cho thấy cách đánh này khá hiệu quả. Ngày 9 tháng 11, mạng xã hội lan truyền những bức ảnh chụp thẻ căn cước và giấy phép lái xe của một công dân Malaysia sau khi lực lượng Nga tuyên bố chiếm được thị trấn Levadne ở miền đông Ukraine vào tháng 10. Cảnh sát Malaysia cho biết Lee, người có đăng ký nhân thân tại bang Perlis, dường như đã đánh rơi thẻ căn cước và giấy phép lái xe sau khi bị thương vong trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Một cảnh sát trưởng của Malaysia, ông Raja Rudin Husan cho biết, Lee đã đến Vương quốc Anh vào tháng 3 trước khi đăng ký tham gia cuộc chiến Ukraine Nga và không có kế hoạch trở về nhà. Lee đã bỏ học đại học vào đầu năm nay và đăng ký làm lính quân sự tư nhân cho quân đội Ukraine với mức lương 2.700 đô la Mỹ một tháng. Cảnh sát cũng xác nhận rằng Lee là công dân Malaysia duy nhất được biết đến đang chiến đấu trong lực lượng của Ukraine. Malaysia hiện không đứng về phía bên nào trong cuộc xung đột Ukraine-Nga và vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim gần đây đã tuyên bố phản đối mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực và xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, đồng thời kêu gọi tất cả các bên nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine Nga thông qua đối thoại và ngoại giao. Sau khi xung đột với Nga bùng phát đầu năm 2022, chính quyền tổng thống Zelensky đã thành lập quân đoàn quốc tế để thu hút các tình nguyện viên nước ngoài tới tham chiến. Ước tính hàng nghìn người đã tới Ukraine để chiến đấu cùng quân đội nước này. Nga gọi đó là lính quân sự tư nhân nước ngoài, cáo buộc chính quyền Ukraine tuyển mộ các tay súng từ 63 quốc gia, trong đó có những người chưa trải qua thực chiến. Phần lớn thành viên quân đoàn quốc tế đến từ châu Âu và châu Mỹ, cùng số ít người từ châu Á, châu Phi và Australia, trong đó có cả công dân Nga và Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cuối tháng trước tuyên bố nước này đã vô hiệu hóa phần lớn lính quân sự tư nhân nước ngoài của Ukraine, cụ thể là 5.800 tay súng, trong đó có 1.427 người từ Ba Lan, 466 người từ Mỹ và 344 người từ Anh. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát thêm một loạt khu vực ở Adivka, bắn rơi MiG-29 và 290 UAV của Ukraine. Cụ thể, ở hướng Adivka, tập đoàn quân Tershent tiếp tục tiến sâu vào các tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine và kiểm soát Kurakhovka, Vysnevoye và Kremaneya Banka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng và trang thiết bị của 6 lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn bộ binh cơ giới, một lữ đoàn JG, một lữ đoàn không quân của lực lượng vũ trang Ukraine, hai lữ đoàn thủy quân lục chiến, 5 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ, hai lữ đoàn vệ binh quốc gia và lữ đoàn tấn công Liut của cảnh sát quốc gia Ukraine đẩy lùi 61 cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, Nga còn đã được đà tiến khó cản phá ở nhiều khu vực khác, gây tổn thất lớn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết, tổng cộng 164 cuộc đụng độ đã xảy ra, Nga tiến hành 3 trận tập kích tên lửa và 62 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng 5 tên lửa và thả 100 quả bom KB. Ngoài ra, họ đã sử dụng 453 UAV cảm tử và thực hiện hơn 3.500 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho rằng, Nga đã không thành công trong những nỗ lực ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Sivetsk, Kramatorsk, Toresk, Vremotsky, Orekhov và Doniepe. Theo hướng Pogorosk, lực lượng vũ trang Liên bang Nga RFAF đã 34 lần cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của Kiev. Trong thời gian trên, lực lượng vũ trang Liên bang Nga cũng đã thực hiện 38 cuộc tấn công theo nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao và UAV. Các cuộc tấn công trên nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraine, các cơ sở công nghiệp điện hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine, cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, các xưởng sản xuất và khu vực lưu trữ phương tiện mặt nước không người lái và UAV tấn công, kho vũ khí, đạn dược và kho nhiên liệu. Ngoài ra, các đội hình dân tộc chủ nghĩa và lính tư nhân nước ngoài cũng như xe bọc thép cũng đã bị tấn công. Không quân Ukraine còn cho biết, Moscow đã triển khai UAV tấn công Ukraine. Hàng loạt UAV Nga hoạt động ở Sumy, Chernihiv, Poltava, Kharkov, Kherson, Nikolaev, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Kirovograd, Odessa, báo động phòng không vẫn được duy trì trên hầu khắp lãnh thổ Ukraine. Các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ máy bay MiG-29 của không quân Ukraine, 8 tên lửa chiến thuật tác chiến Atak MS, 11 quả đạn pháo HIMARS do Mỹ sản xuất, 17 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và 290 UAV. Trong tuần qua, 47 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng trên tiền tuyến.